lại là tôi đây, sàn phù Trần Ngọc Thanh Thanh đã quay trở lại với mọi người rồi đây. Và hôm nay sẽ cho ra đời tiếp hành trình đi đẻ phần 2. Y tá lên kêu em xuống dưới phòng mổ, thì chồng em là người đưa em xuống dưới đó. Khi mà tới nơi thì thấy có rất là nhiều cặp vợ chồng đang chia tay nhau trước khi vào phòng mổ. Người chồng đã an ủi rất là nhiều, động viên rồi cố lên vợ ơi, cố lên anh luôn yêu em, anh luôn bên em. Rồi quay qua chồng em nó cũng động viên em, nhưng mà với một cái câu nói rất là ngắn gọn. Quan hệ không đó, quan hệ không, nghĩ sao nó hỏi mình quan hệ không? Hôm nay thì quan hệ. Rồi khi mà bước vào thì một chị y tá khác nữa, chị đó mới hỏi là em phải đọc lại họ tên và số điện thoại. À không, họ tên và ngày tháng năm sinh của em. Khi mà đọc đúng rồi thì chị đó mới hỏi là em có muốn sau khi đẻ xong thì em bé sẽ được da kề da với em không, nghĩa là đặt em bé lên trên ngực của em mới được tiếp da nhau á em. Dạ có chị, dạ có. Ừ. Xong rồi chị y tá mới kêu là bây giờ em mặc một cái áo ống vô và một cái áo mà sọt ngực ở phía trên, chừa hai cái lưng ở phía sau vậy đó. Ừ. Đó, thì khi mà bước vào trong phòng mổ rất là bự và rất là lạnh. Khi mà bước lên trên bàn mổ thì mấy bạn sẽ bị bắn tay ra như thế này. Rồi sau đó cái tay này thì sẽ lấy ven để mà chuyển nước biển, mà tay này thì sẽ bị lấy kẹp gì đó chụp tay này, kẹp ngón tay là đó, để coi bạn có bị giật giật cơm, bạn có bị tắc thở không đó. Rồi một cái đau huyết áp được kẹp ở ngay nách của các bạn, khi mà 5 phút nó bị bóp nát một lần, cách 5 phút thì sẽ bóp nát một lần. Rồi bạn có biết những cái chai thuốc đỏ mà nhỏ nhỏ như vậy không, khi mà mình té xe người ta hay lấy chai thuốc đỏ nó nhỏ vô để sát trùng đó, thì ở đây người ta không có xài chai như vậy, người ta xài chai 1,5 lít. Chai thuốc đỏ 1,5 lít, sau đó tạt hết lên trên người bạn, trà lên trà xuống, nói chung là được một cái liệu trình tẩy tế bào da chết bằng thuốc đỏ rất là hiệu quả và mịn da. Tiếp theo các bạn sẽ được chích tê tủy sống. Chích tê ở đây là người ta sẽ quay lưng với bạn lại vậy nè đó, xong bắt đầu chích một mũi trong cái xương sống của các bạn. Rồi sau đó các bạn nằm lên giường thì bắc sĩ sẽ đợi cỡ khoảng 10-15 phút gì đó, xong rồi bắt đầu hỏi là em có nhấc chân lên được không. Nhấc hoài không được, cái máy nhấc hoài không bao giờ lên đó, cái chân giống như nó bị liệt, cái nó què luôn vậy đó đó. Người ta thường hay nói đó là liệt dương, nằm liệt giường, nhưng mà riêng em đó là liệt chân và nằm từ trần. Xong rồi hả, bác sĩ mới kêu là rồi ok, giờ không nhấc được đúng không em? Dạ đúng rồi bác sĩ. Rồi bắt đầu làm đó. Thì không biết mọi người đẻ cái chích tê tủy sống nó có tác dụng với mọi người không, nhưng riêng em thì không. Dạ nguyên cái chân em không nhấc lên được, nhưng mà riêng cái phần bụng của em và phần này, nguyên cái phần mà mổ đó thì em cảm giác được hết. Tự nhiên cái khúc đập bụng ra, xong rồi banh bụng ra vậy nè đó, cái tự nhiên em cảm giác được, em đau em la. Em mới kêu là hơi chỗ bác sĩ ơi đau quá. Vừa kết thúc xong câu la của em đã liệm đi từ lúc nào không hay biết. Thì khi mà em tỉnh dậy em mở mắt ra thì câu đầu tiên em nghe đó chính là đúng rồi, bị sùi màu gà đó. Trời ơi, đi đẻ xong tí phát hiện là bị sùi màu gà. Trời ơi chết rồi. Rồi tới một hồi em nghe kỹ lại thì em mới nghe rõ là đúng rồi chị, bị sùi màu gà. Bà đó 73 tuổi vô đây bị sùi màu gà, em chữa cho nàng chứ đâu. Trời ơi lớn rồi, nhiều khi sống mấy bảy mấy tuổi vẫn bị sùi màu gà như thường à. Túm lại, em không bị sùi màu gà nha mọi người, không bị sùi màu gà. Nói nhưng mà không bị sùi màu gà. Rồi sau đó lại tiếp tục. Ở trong cơn mê, em thấy em bị đưa trong một cái băng ca khác. Thì em mới suy nghĩ, ủa em bé đâu, da kề da đâu, em bé tôi đâu, con tôi đâu, trời ơi đẻ xong chưa, sao tự nhiên nó đưa tôi từ trên bàn mổ đi qua cái băng ca vậy, rồi xong đẩy đi đâu đó không biết nữa. Thấy chị y tá đang đẩy mình đi, cứ hỏi em ơi con chị đâu, em ơi có nghe không tiếng chị, em ơi có nghe không em ơi. Hỏi một hồi xong mới nhận ra là nãy giờ mình đọc thoại nội tâm trong đầu chứ nãy giờ không có mở miệng ra hỏi. Ừ. Thì lúc mà đi qua một cái căn phòng mới thì em nhìn lên thấy là phòng hồi sức. Thì em cảm thấy rất là lạnh, người không biết sao lạnh mà rung thiệt rung. Cái người ta đắp cho em hai lớp mền, rồi người ta lấy cái máy đèn sưởi gì đó người ta chiếu thẳng cho người em. Ừ. Cái em mở mắt ra mới suy nghĩ, ủa rồi đẻ chưa ta, đẻ chưa. Em lấy hết tất cả những sức lực còn lại của mình đưa tay lên bụng. Em thấy xẹp rồi mới biết là đẻ rồi đó mọi người. Dạ lúc đó em mới biết là em đẻ rồi. Thì đắp được khoảng cỡ 3-4 tiếng gì đó, chị y tá lại vũ cái mền. Thì em nghe một mùi thúi quắc sọc lên. Trời đất ơi má ơi, bệnh viện làm ăn cái kiểu gì mà không chịu giặt ga giặt giường cho bệnh nhân gì hết trơn. Cái mùi đó mà thúi banh chó, thúi banh bà đẻ. Trời đất ơi thúi dễ sợ thúi. Rồi một hồi sau em mới nhận ra đó là cái mùi của em. Dạ người ta thường gọi đó là mùi hôi bà đẻ đó. Em cảm thấy muốn bật khóc trước cái mùi hôi của mình, em muốn chối bỏ bản thân của mình nhiều lắm. Nhưng mà em không biết làm gì nữa, em thử hửi lại mấy lần thấy ghiền. Rồi khi mà hồi sức xong được về phòng thì em mới suy nghĩ là trời, tính ra mình hay dễ sợ luôn, sáng giờ chưa đi đái lần nào luôn á. Rồi xong cái nhìn xuống con chim mình mới thấy ủa gì á, cái dây gì, nhìn vô mới thấy là con chim mình đã được dẫn một cái ống xuống một cái bịch, người ta gọi là ống dẫn tiểu đó mọi người. Dạ gắn vô nào cũng không biết hết trơn, đái không cần rặn luôn vô cái bịch hết.
cái ngày đầu tiên sau khi mổ thì cái vết mổ còn rất là đau, cho nên là không có thể là mà cử động tự ngồi dậy giống như bình thường được. Nhưng mà khi như vậy á, em mới trộm nghĩ là một cái con chó nó bị liệt cái hai chân sau, nó còn ráng nó đi hai chân trước, nó lết đi vậy, cái nghị lực của con chó nó lớn vậy, không lẽ mình không tự ngồi dậy được, trời ơi, cái vết mổ của mình có nhiêu đây à. Cái em mới ráng em lấy hết tất cả những cái sức lực của mình, em gồng em ngồi dậy, xong rồi cuối cùng em đã kêu chồng em đỡ em dậy. Tại lúc đó em suy nghĩ tỉ mắt gì mà phải đi soi với con chó làm gì. Chứ lại lúc đó con chó đâu có ai đỡ đâu, mình có một chồng đỡ thì kêu một chồng đỡ vậy thôi. Rồi khuyên chân thành mấy cái chị nào mà đang có cái tiền sử gọi là hay bị ho hắt xì hay là dễ bị cười á, thì đừng bao giờ đẻ mổ, tại mỗi lần như vậy cái bụng chị giống như muốn rách ra làm đôi gì đó đó. Ừ, bây giờ em sẽ chỉ cho các chị cách để mà khi mà cười không có bị đau vết mổ nha. Đó, thấy không, rất là dễ dàng và không gây đau đớn. Sau khi đẻ được 2 ngày thì bắt đầu sữa đã về với vú của mình. Đó, vú mình tự nhiên ngày hôm đó nó bự chà bá lửa, nó bự như đại bác. Trời đất ơi, tưởng đâu nổ tung vú. Ngày xưa ép hai cái tay vô không bao giờ thấy khe vú, và em rất là buồn. Bây giờ ngủ nằm dang tay ra vậy nè, vú tràn xuống nách, tràn xuống lưng. Sau khi mà ở trong bệnh viện được 5 ngày thì mà nó được xuất viện. Dạ, thì cái ngày đi về hai mẹ con mình ở trên xe taxi thì mẹ mình mới nói là ở bệnh viện rất là phức tạp, cho nên hãy cầm một cọc tiền lẻ này rải xuống đường, cứ đi cửa cỡ 100-200 mét gì đó là rải một tờ tiền lẻ xuống đường, nghe chưa. Đó thì mình mới làm theo trên con đường từ bệnh viện về nhà, mình rải nguyên một cọc tiền lẻ dày nè đó, rải tờ 5.000, 2.000, 1.000 đó, cứ mở kiến xuống rải tiền xuống đường vậy đó, người ta nhìn mình nhiều dữ lắm đó. Xong tới khi mà tới tờ 500 đồng, dạ tới khi em rải tờ 500 đồng quăng ra ngoài, cái tiền gió bay thường cái trong gió bay ngược cái trong nó, xong em rải ra ngoài cái gió bay ngược cái trong, chỉ riêng tờ 500 đồng nó bay ngược cái trong. Trời đất ơi, em cảm tưởng là mấy con cô hồn các đảng với con âm binh gì đó đó vậy nè. Trời đất ơi, giờ còn ai xài 500 đồng đó nè, là quăng cái này trả mày nè. Trời ơi, má ơi, thì tổn thương sâu sắc dễ sợ, mấy chị hiểu không, mấy chị hiểu không. Có nghĩa là rải tờ 5.000, 2.000, 1.000 nó xài được, nó vẫn lấy. Nhưng mà tới khi mình quăng tờ 500 đồng nó quăng ngược cho lại cho mình vậy đó. Rồi sau một hồi em quăng ra cô hồn quăng vô, em quăng ra cô hồn quăng vô, em đã quyết định hợp hai tờ 500 đồng là em dột xuống đường. Nè 1.000 nè mấy con đĩ. Hành trình đi đẻ phần 2 đến đây là hết rồi. Dạ, và cũng đến giờ cho con bú. Tạm biệt tất cả mọi người, cảm ơn mọi người đã xem đến đây.